Dạ, chào cả nhà mới tới. Cô giáo mới tới hả? Dạ. Sao ba chọi con? Không được hả con? Bây giờ ta nói được nè. Ba ơi, ba. Trời ơi Nguyên ơi, sao ông em gay gắt với ba em quá vậy? Cái ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi, chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được? Đó là không có chơi. Ôi, chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhanh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi với nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á. Chị, nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi con mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ, thì nó đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử như vậy với cô thôi chứ. Ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi, học đi học đi. Ủa ba. À, con mới về hả? Ủa ba làm gì ngoài đây vậy? Ôi, ngoài đây giờ này mũi chích lắm á. Ba vận động cho nó tiêu hóa, ăn no quá mà. Hay là ba lại bị ông đuổi ra ngoài đúng không? Đuổi, đuổi gì chứ. Ba vận động mà. Thôi, bây đi vô nhà đi, theo con. Sao ông vô? Vô. Sao vậy rồi? Dạ, thưa ba. Ai vô chưa đây? Dạ, con vô nhà rồi. Con gặp Nguyên ở ngoài cửa, cái hai cho con vô chung cho nó vui. Con biết là mình đang bị phạt không? Vô nhà hiên ngang còn nghe răng cười với tôi nữa. Ba, có tin tức thể thao chưa ba? Thằng này nó đánh trống lảng mà tôi nổi hết da gà luôn. Cậu có biết là cậu đang bị phạt không? Đang nghiền ngẫm cái tội lỗi của mình gây ra không? Hả? Thôi mà, con thương ba lắm. Cậu cần... Da gà ba! Trời ơi, có gì vậy? Mình... Anh có sao không? Ông đừng có đối xử với ba như vậy nữa được không? Làm sao? Đối xử sao? Ông lúc nào cũng khinh thường ba con hết vậy? Nhà đang có cô giáo, vậy mà ông lại lấy dép chọi ba. Hỏi chút á là ông đá ba. Ông làm vậy kỳ lắm không? Nguyên. Trời ơi, cái thằng này nó nói cái gì vậy? Sao lại hỗn với ông như vậy? Tại ba làm lỗi cho nên ông mới phạt ba thôi. Cho dù ba con có lỗi như thế nào đi nữa thì ba con cũng đã có hai đứa con rồi. Cứ hỏi chút là ông bắt ba con đứng ngoài phạt. Làm vậy kỳ lắm á. Nguyên, bữa nay con sao vậy? Hỗn hào với ông ngoại hả? Mẹ với ông lúc nào cũng la ba, cũng chửi ba. Ngay cả người trong nhà mà không tôn trọng như vậy thì làm sao người ở ngoài tôn trọng ba được hả? Trời, bữa nay mày dám hủ dòng hả? Mày đứng lại! Nguyên, đứng lại cho mẹ coi! Ba vô được không? Dạ. Chưa ngủ nữa hả? Coi phim à? Dạ. Nguyên à, hồi nãy con làm vậy làm có đúng đâu. Dù gì con cũng là con cháu, mày mốt đừng làm vậy nữa nghe chưa? Dạ. Con biết là con sai, nhưng mà con thấy ba như vậy con không có chịu nổi. Cứ bị ông xem thường mà ba cũng im lặng à. Ba cũng phải cần có lòng tự trọng của ba nữa chứ. Sao con biết ba không có lòng tự trọng? Trong chuyện này rõ ràng là lỗi của ba. Ba sai cho nên ông mới phạt ba như vậy. Chứ bình thường ông rất là tin tưởng và quý trọng ba. Thiệt hả ba? Đương nhiên là thiệt rồi. Mỗi lần mà ông la mắng ba xong là sau đó ông lại cảm thấy có lỗi. Bây giờ nghĩ lại ba cảm thấy ông rất là dễ thương á. Nguyên,
Cảm ơn con trai của ba đã đứng về phía ba. Nhưng mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con mất điềm tĩnh là không hay chút nào. Phải tập giống như ba vậy nè. Cười lên cho qua hết mọi chuyện, vậy là xong. Dạ. Thằng này, ngày mai tới công ty của ba đi, ba mua cái gì ngon cho con ăn. Hình như cũng lâu rồi hai bà con mình không ăn chung với nhau đúng không? Dạ. Ủa, em tới đây tìm ai ạ? À, em là Nguyên, em đến đây để gặp ba em. À, ba em là phó giám đốc Ngọc hả chị? Chị là người mới hả? Ừ, chị mới tới đây làm thư ký. À, ba em đang ở trong phòng giám đốc á. Em đợi lát đi, ba em bị đuổi ra giờ. À. Ra ngoài! Còn đứng nữa hả? Đi ra! Ủa ba? Ủa, con mới tới hả? Dạ. Làm lại bản tên phó giám đốc cho tôi. Từ ngày mai, trưởng phòng Khiêm sẽ là phó giám đốc. Nghe rõ chưa? Đi qua phòng của ba nha. Đi. Dạ, đi con. Dạ. Vô đi con. Sao còn đứng đó? Ngồi đi. Dạ. Cô uống trà đi. Ba ơi. Bộ ba bị ông đuổi hả? Khờ quá, làm gì có chuyện đó. Không phải đâu. Tại vì thời gian qua ba làm việc nhiều quá, bận rộn cũng nhiều, cho nên sẵn ba xin ông cho ba nghỉ phép để nạp lại năng lượng. con. Dạ. Con đi leo núi với ba nha. Hai ba con mình sẽ lên núi hít thở không khí trong lành ở trên đó, xong rồi cái mình đi xuống núi mình kiếm gì mình ăn được không? Dạ. À! Thoải mái quá đi. Con thấy ở đây làm sao? Dạ. Ở đây thích. Hít thở không khí ở đây đúng là không có gì bằng thiệt luôn. Người ta thường nói dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nhịn làm nên cơ đồ. Có nghĩa là người đàn ông muốn làm việc lớn thì không nên chấp nhận những điều tiêu cực của mình, mà phải biết nhẫn nhịn, nhìn đời thật lớn và thật xa, như vậy thì mới được. Con hiểu rồi. Nhưng mà ba định nghỉ việc luôn hả? Ừ. Có lẽ từ trước tới giờ ba chỉ biết chạy về phía trước. Bây giờ có lẽ tới lúc ba phải ngừng lại và nghỉ ngơi rồi. Với lại cũng cần phải làm mới nhận định của mình nữa. Con thấy ba làm sao? Con thấy nếu không thì ba làm ít việc lại, chứ không lẽ có việc vậy thôi mà nghỉ luôn không anh? Cái thằng nhóc này, con nghĩ ba của con tệ bạc khi như vậy hả? Thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ làm theo ba nha. Dạ. Làm giống như ba nha. Dạ dạ. À! À! Sao thấy thoải mái ghê chưa? Đã lắm ba. Đúng là sảng khoái ha. Là cái nữa ba. À! Bây giờ mình đi kiếm gì ăn đi rồi về. Dạ, ăn gì cũng được bơi. Cái thằng nhỏ này sao mà dễ dãi vậy? Đàn ông con trai phải có chính kiến riêng, hiểu không? Dạ. Ừ, ăn gì? Thì con sẽ ăn cái món mà ba thích. Thôi được rồi, vậy bây giờ hai ba con mình đi ăn món mà con thích. Ba cũng dễ dãi quá. Ba là ba của con mà. Thôi mà ba, mà đừng khóc nữa mà. Ba khóc này kỳ lắm ba. Ba nói con nghe, ba cũng là con rể mà, suốt ngày cứ mắng nhiếc ba trước mặt con rồi con chửi mắng ba. Chút mới đổi ra ngoài à. Thôi mà, ba biết tính ông vậy rồi,
thì ba phải cố gắng làm tốt chứ. Con làm thì ba không cố gắng nha. Nhưng mà cố gắng không có được. Dạ con. Dạ ba hỏi con à, ba phải làm sao mới vừa lòng ông ngoại của con hả? Dạ thôi thôi được rồi, con biết rồi. Ba khổ tâm lắm, ba nói thiệt luôn. Thôi ba đừng khóc nữa. Nè ba, đây 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 con gấp cho, gấp bằng cái muỗng này nhanh hơn nè. Không, để ba tự gấp, ba hít gấp bằng đũa của ba được không? Ba không đến nhờ ai hết. Dạ. Giao cái cục thì gấp hoài, gấp không được rồi nè. Con mua cái đi, con đừng có động vô để ba gấp mình ba ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ cũng tàu hổ nó cũng ghét bà lắm, cho bà gấp nó đâu kìa. Thôi về bà ơi. Nhìn vậy. Coi cái gì coi. Mất má rồi tôi mới ngửi bây giờ coi. Kỳ của tôi, lại tôi đi. Thôi về bà ơi. Dạ bà chưa có ăn một miếng gì luôn á, bà nói thiệt á. Bây giờ uống à. Thôi bà đừng uống nữa bà, nhiều quá rồi. Về giờ về hả? Dạ về, về bà ơi. Thôi được. Con trai yêu quý của ba muốn về thì về thôi. Dạ dạ. Nhìn nữa hả? Bây giờ không về ba gai không? Với lọc chơi không? Dạ thôi ba. Tôi nói mấy người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha. Mà cũng chưa ai sợ tôi nha, bận chơi không? Dạ dạ, vô thôi dạ. Chơi dạ. Với mấy người về ba hết máu luôn. Chị tính tiền giùm em chị ơi. Sao đau cái đầu dữ vậy nè. Ủa sao tôi lại ngủ ở đây vậy? Ra ngoài. Còn đứng nữa hả? Đi ra. Ông ba. Ủa còn mới tới hả? Hay là... Bây giờ ông về ba ngay không? Quên lộn chơi không? Dạ thôi ba. Tôi nói với người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha. Mà cũng chưa ai sợ tôi nha, cũng chơi không? Nguyên, con ngủ rồi hả? Chắc là con cũng nghĩ ba vô dụng lắm đúng không? Ba xin lỗi. Ba cũng muốn trở thành người cha tốt, người cha tài giỏi để cho con noi gương. Nhưng mà thật sự nó có những việc không như mình muốn đâu con. Giống như ba. Nhớ nghe chưa?